Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S803. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Nguyễn Thanh Tùng. Rồi, có lẽ như khu số 6 khá căng anh em ạ. Hai team chuẩn bị giao tranh với nhau. Và đâu đó ở bên khu vực số 5 cũng có một team nó qua nó chết map. Rồi kèo này anh em chuẩn bị làm cái kèo ăn hôi về đến khu vực số 6 nha anh em ơi. Và bây giờ thì chúng ta đang cố gắng farm những con lính đầu tiên. Đồng đội ơi, hỗ trợ nè, bên giáo lên nè. Quỷ Thiên liền, Quỷ Thiên, Quỷ Thiên. Rồi lắc lắc Quỷ Thiên, lắc anh em ạ. Ui trời, trời. Rồi xong, một cái Quỷ Thiên không kết thúc được điểm nào. Quá đáng tiếc, chúng ta ăn luôn một cái lóc lắc thám nữa. Trời ơi, thêm một quả đen có quần tại khu vực số 19 vừa di chuyển sang. Wow. Và bây giờ thì Minh Giáo chúng ta đã yếu máu rất nhiều anh em à. Lên luôn, vẫn rất hộ bảo, vẫn rất hộ bảo nha anh em ơi. Nhưng đồng đội không hiểu ý rồi. Tiếp tục Quỷ Thiên nào. Quỷ Thiên lắc nữa rồi anh em, lắc nữa rồi anh em ơi. Dậm lại. Tiêu Giáo, cẩn thận nó đang lóc nha. Đúng rồi, từ từ hãy rớt xuống. Ây da, rồi xong, không có điểm hạ gục nữa rồi. Thôi thì mình cũng đánh đuổi được tiêu này bạn, di chuyển sang những khu vực khác. Và bây giờ thì có lẽ nó cũng kéo người về đó anh em à. Và có lẽ là chúng ta cần phải gom lính lại để farm lính và hồi máu nha. Tiếc quá anh em bị lắc Quỷ Thiên mấy lần, cái Quỷ Thiên nó hơi ảo cái đó nha anh em ơi. Anh em ấn nhớ để ý ở chiêu cuối xem là mình đã ấn thành công hay chưa. Như vậy là số lượng đội đã giảm đi rất nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 22, 18, 19 luôn kìa, 18 đội luôn. Quá nhanh anh em ạ. Rồi, Minh Giáo chưa hồi phục đầy máu nhưng rất hộ báo, đang có ý định muốn di chuyển về đến khu vực số 7 để mua bí kíp. Nhưng đồng đội mình đang bị quánh sắp mặt kìa anh em à. Quỷ Thiên liền, ui, chạy liền. Wow, có điểm hạ gục rồi. Hai môn phái hay kim chúng ta phải nói là tăng rất cứng trong tình huống vừa rồi. Có một cái bào kích tại khu vực số 6. Và bây giờ thì võ đen tiếp tục úp về tình hình chúng ta anh em à. Khống chế con võ đen liền. Dương môn đánh thường càng nhiều càng tốt. À, bắn trực. Như vậy võ đen đã chạy được về khu vực số 1. Mình giáo mình vẫn quyết tâm di chuyển về đến khu vực số 7. Có quần thể kim cang nhặt lẹ và mua bí kíp anh em ơi. Như vậy khu vực số 7 có một tiêu dao cầm tay. Thôi anh em. Về. Ôi, không kết thúc được nó đâu anh em à. Mình đánh vậy là phí lắm. Nhỏ nhà đang yếu máu, chơi vậy là chơi dại anh em. Kiểu mà hết quần cái nó chạy qua nó kiếm nó rượt mình luôn á anh em ơi. Nó gọi là ghẹo người ta đó. Võ Đan quay trở lại tiếp tục bật thùng búp ba lên và đuổi theo Minh Giáo. Minh Giáo đã có đòn Hủy Thiên và Võ Đan đã di chuyển sang khu vực số 18 rồi. Hiện tại tàn kiếm ở khu vực số 5 đã lên bảng điểm số. Ui, tàn kiếm đi đâu vậy? Dường môn chúng ta đã quay trở lại khu vực số 6. Đây là trận tâm ma có vẻ như là khá khó khăn với anh em. Lúc đầu mình rất thuận lợi nha anh em ơi, bởi vì chúng ta đứng một tại một cái khu vực trống và có những đòn ăn hôi về đến khu vực số 6. Nhưng có lẽ pha up không được hiệu quả dẫn đến bây giờ mình đang rơi vào trạng thái bất lợi. Như vậy là ảo tượng khu vực số 2, số 3 đã được mở. Chúng ta vẫn còn một cái ảo tượng khu vực số 9. Minh Giáo tiếp tục di chuyển. À, Quỷ Thiên anh em. À, trời, Dương Môn rồi, xong Dương Môn rồi. Lần này Dương Môn hết chạy này, Minh Giáo bóp Dương Môn nha. Có lẽ với việc không lên mid dẫn đến là Dương Môn không hiểu ý được Minh Giáo chúng ta. Và bây giờ thì Minh Giáo chỉ còn một thân một mình. Ủa, có Thiên Tâm ở trong nữa kìa. Ui, Thiên Tâm cầm tay anh em à. Ây chà. Một trận tâm ma có sự xuất hiện của Thiên Tâm. Thì làm sao Minh Giáo mình có thể chiến thắng được trận này? Thiên Tâm đã di chuyển lên rồi. Chiêu 2, chiêu 1. Minh Giáo mình đã rút lui thành công. Trời ơi, pha đó tí nữa là không còn trận tâm ma rồi anh em ơi. Minh Giáo đang cố gắng chạy hì hục chạy về đến khu vực số 15. Và khu vực này đang trống nhà cỏ bào kích luôn. Rồi thôi, kiếm chỗ nào có lính hồi máu thôi anh em à. Ôi không, hồi máu vẫn tiếp tục mở rương. Anh em phải gọi là chì thật sự luôn á anh em. Quá dữ. Bây giờ Minh Giáo chúng ta bắt đầu farm lính để hồi phục lại lượng máu cho bản thân của mình. Không, thật ra mấy tình huống đó mình không dám mở rương đâu nha anh em ơi. Ưu tiên hồi máu là vấn đề hàng đầu. Được miếng nào hay miếng đó, lỡ nó qua nó quẹt một cái, mình có máu mình sống tiếp tục để chạy đúng không? Ba con lính và chúng ta đã hồi phục được khoảng 40% máu. Tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 13. Một Thiên Vương có bạo kích thì vừa đã xoay chạy, mình lên Quý Thiên liền anh em ạ. Ui,
mất sợi chì vẫn chạy qua luôn, hổ báo vậy. Chắc thiên vương này định kết thúc Minh Giáo chỉ vài đòn đánh thường thôi đó anh em ạ. Và Minh Giáo chúng ta có quần thể kim cang, chúng ta quay trở lại để tìm kiếm thiên vương. Thiên vương thì chết tài nguyên nè, lướt nè, phần sơn nè, tiếp tục đánh thường, rất tiếc mình không có cái búp ba anh em ạ. Thiên vương cũng đã lên thuận, chúng ta chuẩn bị có búp ba rồi, thiên vương không chạy rồi thôi, xác định luôn rồi bạn ơi, dậm lên, đó. Và thiên vương đã lên 7 điểm số cho một cái pha chơi thật là ngông cuồng với mình dạo. Con gì mới lượng khu 3, đó là thiên tâm. Thiên tâm vào rồi, thiên tâm đã target vào lính. Bây giờ thì vẫn phải trên đường để tiếp tục chạy và tiếp tục hồi máu thôi anh em ạ. Thời gian của vòng số 1 chuẩn bị kết thúc rồi. Wow, quá tuyệt vời, thiên tâm lại xuất hiện, trời ơi, có một phát 10.000 máu. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc và chúng ta còn 7 đội để tiếp tục bước về vòng số 2. Trận này quá căng anh em ơi, các team quét map liên tục. Vòng số 2 bắt đầu và Minh Giáo chúng ta, anh em úp luôn một cái team treo tại khu vực số 11. Rồi, coi thương nhân ở đâu, mình quan trọng là mình... Ôi, cẩn thận. Chạy về thương nhân lấy ngay một quyển tăng cấp bí kíp anh em ơi. Thương nhân ngay tại khu vực số 4. Bây giờ Minh Giáo muốn quyên một trận tâm ma khá là khó nha anh em. Ngày xưa thì Minh Giáo rất mạnh nhưng sau khi có thiên tâm thì gần như là môn phái này bị lép vế đi rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta chết tài nguyên. Và sau đó chắc chắn là anh em sẽ di chuyển về thương nhân khu vực số 4. Rồi ngon lành luôn, không cần về thương nhân cũng đã có phần sơn phải xuyên rồi anh em à, tuyệt vời ha, quá ngon luôn. Giờ mình gom lính lại cái mình phần sơn cái là hồi đầy máu liền nè. Ngon lành canh me và chúng ta tiếp tục di chuyển sang các khu vực bên ngoài. Con gì, võ đan khôn nguyên, có cả một dương môn nữa, thôi té anh em à. Sẵn rồi về đây rồi kiếm đồ tại thương nhân luôn, lên cho quyển bí kíp, hủy thiên diệt địa. Minh Giáo anh em chỉ cần hai quyển đó thôi, hủy thiên diệt địa anh em lên trung thì sau khi kết thúc đòn hủy thiên chúng ta sẽ được miễn dịch khống chế trong vòng vài giây anh em ạ. Như vậy là thương nhân đã không còn đồ để cho chúng ta mua rồi. Nhưng Minh Giáo của mình đã lên được quân hàm ỷ thiên, hiện tại số đội chỉ còn có 6 đội thôi và... Đây, dương môn 1 chấm máu, hủy thiên luôn anh em ơi. Và như vậy dương môn đã lên 7 điểm số rồi. Võ Đan chắc chắn là đồng bọn với dương môn. Võ Đan đã quay trở lại, Võ Đan đang có bạo kích, Võ Đan đã bị khống chế rồi. Tiếp tục đánh thường, chúng ta đã có phần sơn để hỗ trợ hồi máu rồi. Giữ lại cái phần sơn anh em ạ. Bật búp ba lên và sau đó di chuyển trở lại khu vực số 3. Võ Đan đã di chuyển sang khu vực khác. Đây, hồi máu nè, dính búp ba, quỷ thi một cái, một chấm máu, trời tiếc quá anh em à. Chỉ một khiều một cái nữa thôi là Võ Đan lên 7 điểm số rồi, mình giờ vẫn tiếp tục dồn Võ Đan, chúng ta có chiêu lướt nào. Một chấm máu nữa, Võ Đan đã chạy thành công, không biết Võ Đan có bị ăn hồi hay không. Nhưng mà số lượng đội mình thấy có giảm đi thêm một đội rồi đó anh em. Và điều mình đang thắc mắc đó chính là thiên tâm đang ở đâu trong cái bản đồ tâm ma này. Võ Đan đã quay trở lại rồi. Wow, Võ Đan vẫn còn sống. Võ Đan đang dồn Minh Giáo chúng ta vào đường cùng. Minh Giáo chúng ta có phần sơn. Ây cha, mình vô con lính hay thủy nữa không hồi được nhiều máu anh em ạ. À. Ôi, đang quýnh nhau mà anh em dám mở rương ở đó luôn. Chắc chắn nó đi kiếm mình rồi anh em ơi. Này là chơi liều nè. Thượng nhân có ai không? Còn thượng nhân còn đồ chơi tiếp tục. Tiếp tục giao tranh và chúng ta có búp ba rồi anh em ạ. Đội bạn đã có chiều cuối thì mình sẽ lên quỷ thiên mình xử lý nó luôn. Võ Đan đang chơi khô máu, Minh Giáo có đòn quỷ thiên rồi. Võ Đan vẫn tiếp tục không chạy, tiếp tục có đòn quỷ thiên thứ hai, giảm một cái nữa không trúng. Võ Đan lên được thùng búp ba, thêm một tiêu dao và Dương Môn cẩn thận nào anh em ạ. Ui, Dương Môn bắn. Và đó Dương Môn để một phát một thôi là ra đi nha anh em ơi. Và một lần nữa Minh Giáo chúng ta rơi vào trạng thái yếu máu và chúng ta phải di chuyển để hồi máu anh em ạ. Đây là trận chiến solo giữa các môn phái. Rất chi là hộ báo. Võ Đan cũng hộ báo, Minh Giáo chúng ta cũng hộ báo. Và lần này thì Minh Giáo của mình đã có được quần thể kim cang.
Wow, bà đang cũng ở tượng khu số 8 có quần luôn rồi anh em à. Kìa lụm cục máu thôi, mình mở cái rương à. Không thôi là anh em nên lên trở lại khu 9 đi anh em. Khịa không cho con võ đen nó hồi máu. À không, không cho nó mở tường anh em ạ. À. Đây, võ đen đây. Rồi, Quý Thiên. Lần này thì với cái bạo kích, võ đen đã có một pha chơi dài với mình dạo. Đánh võ đen anh em chú ý giúp mình một vấn đề nha. Đó là gì? Combo nhanh gọn rút lui. Có nghĩa là anh em dùng nhân kiếm lướt vào sau đó thiên địa. Thiên địa sau đó anh em lên thuận 3 mà đối thủ không có xi nhê thì thôi, mình chạy chờ thời cơ khác nha anh em. Đừng bao giờ mà đứng lại đánh tay đôi chơi nhây với những môn phái khác. Võ đen là môn phái cận chiến và khi nó hết thuận nó sẽ rất là yếu nha anh em ơi. Đây là một cái điều anh em cần lưu ý khi chơi võ đen. Minh giáo cũng là một môn phái như vậy. Minh giáo khi mà anh em có được búp ba, có được quỷ thiên, có được phần sơn thì chúng ta chơi khô máu với kẻ địch luôn. Còn nếu như mà anh em không có búp ba để hỗ trợ, không có quỷ thiên hoặc không có phần sơn thì thôi, mình cũng chỉ dựa vào combo để cấu rỉa anh em ạ. Trong tâm ma thì anh em nhớ là mình phải canh combo thôi, chứ mình không thể nào đánh tay đôi. Trường hợp những môn phái có khả năng solo tay đôi, ví dụ như tàng kiếm, đó là môn phái anh em có thể chơi tay đôi với cái địch tàng kiếm dương môn. Đây là môn phái tay đôi rất tốt bởi vì cái chiêu đánh thường của nó rất đau và khả năng hồi chiêu cũng khá là nhanh anh em ạ. Nè nè, dương môn cũng chơi nhây nè. Ui, không sốc đam được dương môn rồi. Lần này chúng ta đã thất bại với dương môn. Như vậy là có lẽ trận tâm ma này chỉ còn có mình dương môn thôi anh em ơi. Bởi vì số đội chỉ còn có 2 đội và tiêu dao đã bị chúng ta xử lý rồi. Thì thôi, xác định dương môn sẽ ra đi sớm. Và trận này thì anh em thấy là mình giáo của mình đã chiến thắng một cách rất thần kỳ đúng không? Khi mà ở vòng số 1 chúng ta liên tục bị úp, liên tục bị yếu máu. Thậm chí ở vòng số 2 chúng ta cũng bị úp rất nhiều. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.